Xin chào quý bà con nhà nông. Trên tay em cầm là chai phân bón lá hiệu K Bacot của nhà An Phát Nông, được sản xuất tại Tây Ban Nha trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất thế giới, giúp sản phẩm luôn đồng nhất và có hiệu quả cao. K Bacot là dòng sản phẩm vừa chứa lân, canxi và bo dạng lỏng đặc đặc cao cấp, giúp cho cây trồng dễ hấp thu, thay thế hoàn toàn các dòng canxi bo trên thị trường. Để tạo bông hoa mạnh, dễ dàng đậu trái, chống hiện tượng rụng trái non, chống thối nứt trái và vàng trái do thiếu vi lượng. Carbofort chứa lân dạng hot file lưu dưỡng 2 chiều ở trong thân cây, có tác dụng kháng lại các loại nấm bệnh gây hại ở trên cây trồng như là bệnh héo xanh, bệnh thối nhũng, bệnh nứt hương xì mũ, bệnh thối rễ, bệnh héo chết cây con. Ngoài ra, Carbofort còn có tác dụng giải độc phèn, ngăn mặn, chống nếp xanh và muối hạt ở trên cây lúa. Về cách sử dụng, một chai Carbofort có dung tích là 500ml, bà con có thể pha một chai này cho một quy 250 lít nước, phun định kỳ lặp lại 7 đến 10 ngày một lần để đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Đối với cây ăn trái và cây công nghiệp, bà con nên phun trước và sau khi ra hoa, phun để chống thối nứt trái và phun để tạo mầm. Với những thông tin hữu ích về chai phân bón Carbofort này, em tin rằng cây trồng của quý bà con không những phát triển khỏe mạnh, cây xanh tốt mà còn cho ra năng suất cao. Bà con hãy nhanh tay ghim ngay em này về sử dụng và trải nghiệm tính hiệu quả ở trên cây trồng của mình. Mọi thắc mắc bà con có thể bình luận ở phía dưới video này, hoặc là bà con có thể gọi về cho công ty, bên em sẽ có đội ngũ chuyên viên hỗ trợ tư vấn chi tiết và giao hàng tận nơi cho bà con.